Chào tất cả các bạn, thì đây là cái mẫu đàn piano Casio CDBS 110. Đây là cái mẫu đàn piano điện nâng cấp từ cái đời S100 của Casio. Thì cái đời này nó nâng cấp cái gì? Thứ nhất là nó sẽ nâng cấp cho chúng ta cái âm thanh, nghe nó mềm hơn và cái độ rền của cái tiếng piano á, nó nghe nó sẽ hay hơn một chút xíu. Và thêm cái action tức là cái bàn phím nè, cái độ nảy của nó cảm giác nó chắc hơn hả. Đó, thì hai thiết kế đó là nó nâng cấp lên hả. Thì về cái dòng này thì nó là một dạng cái piano 88 phím, chúng ta có thể di chuyển được, sử dụng pin được luôn. Mà người ta di chuyển được pin thì nó xài 6 cục pin nhỏ dạng 2A các bạn. Thì về cái poly thì nó sẽ mắc cho chúng ta 64 ha. Tiếng thì nó sẽ gồm cho chúng ta có 10 tiếng ha. Còn hệ cái thống action này nó xài thằng Hammer Action K2 của công nghệ của Casio nha. Thì cái loa này thì nó sẽ có hai loa. Thứ nhất là nó nằm ở phía sau này, một cái dạng loa để nó dồn vô tường, các bạn để gần tường cách khoảng chừng 10 sen á, thì chúng ta quánh á, âm thanh nó sẽ dồn tường, nó sẽ dội ra chúng ta nghe. Và còn cái thứ hai á, là ở trên đây nó cũng có những cái khe ha, có cái khe này để cho âm thanh nó thoát ra hai bên chúng ta nghe stereo ha. Thì về đại khái là nó như vậy thôi. Về cái cân nặng á, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10,5 kg ha, 10,5 kg bao gồm nguyên cái đàn ha. Và nó sẽ tặng kèm chúng ta gồm đàn này, chân này và một cái pedal. Pedal thì không phải pedal này nha, pedal con cốc này mình mượn bên kia để mình đạp cho nó dễ thôi ha. Thì ngoài ra thì ở bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn thêm cái ghế này và cái khăn phủ phím phủ để đừng cho bụi nó rớt xuống bàn phím ha. Đối với tất cả các dòng Casio thì bên mình sẽ bảo hành cho mình cho các bạn 2 năm ha. Về cái chiều dài này thì nó tầm khoảng 1m3 ha. Chiều sâu này thì nó rơi vào tầm khoảng 10 cm, hơn 10 cm. Và cái chiều dày này tầm khoảng 10 cm và cái chiều sâu này rơi tầm khoảng 23 cm. Đó thì đó là những cái thông số của nó. Lo của nó thì là hai lo, mỗi lo 8W nha. Đó. Thì giờ mình sẽ thử cái tiếng piano cho các bạn nghe. Thì cái này nói chung là để chúng ta ban đầu chúng ta học, chúng ta chưa muốn đầu tư gì nhiều ha. Cái này thì nó đã đầy đủ cho mình một cái cây piano luôn, nó gồm rất nhiều tiếng, gồm tiếng piano điện, tiếng piano acoustic, nó có hai dạng là sustain cơ bản, melo và bright trong ấy. Ngoài ra có tiếng chorus này, sting này, organ này và tiếng da organ. Nó cũng có tempo này, reverb, chorus và mức độ nặng nhẹ thì nó sẽ có 3 mức cho chúng ta ha. Mình thử bass trước nha. Mình sẽ dặn max volume luôn. Thì chúng ta cũng có thể hiệu chỉnh cái mức độ nặng nhẹ tùy vào ý thích của chúng ta ha. Cái này mình sẽ có một cái bài hướng dẫn cho các bạn để cách mình sử dụng, nói chung là sử dụng rất là đơn giản thôi. Và đây là tiếng piano điện, nó sẽ có 3 tiếng piano điện nha các bạn. Mỗi tái mình sẽ thử một cái, đây là tiếng sting.
PPA Orca. Đây là tiếng ra Orca. Đại khái thì mình gom chung cho các bạn những cái tiếng như thế này thôi ha, để các bạn có thể hình dung được. Với cái này thì nói chung là để cho các bạn ban đầu các bạn học tập để chơi tầm 4-5 năm ha. Hoặc là các bạn không muốn đổi đời thì các bạn xài 5-10 năm được vô tư ha. Dòng này là dòng để chúng ta mới nhập học ha. Giá thì nó cực kỳ thích hợp cho sinh viên, tầm khoảng 11-12 triệu đổ xuống thôi ha. Nhưng mà chúng ta có một cái đàn piano tập cái phím ổn này. Cái tiếng thì mình không có nói là nó hay, nhưng mà nó đạt yêu cầu để chúng ta có thể chơi một cái bài piano mà chúng ta thích nha. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mua dòng sản phẩm này á, có nhiều bạn sẽ hỏi mình là dòng nó sẽ ra dòng S110 và S1160. Hai dòng này thì nó khác nhau cái gì? Thứ nhất á, mình sẽ nói thằng S160 nha. 160 nó sẽ hơn thằng này, cái là nó sử dụng pedal 3 chân. Pedal 3 chân thì nó sẽ có thêm cái chức năng, hai cái chân kia là chức năng gọi là ngân một cái nốt nào đó mình muốn và giảm bớt cái tiếng nó nhỏ lại một phần ha. Thì hai chức năng gọi là chức năng sắc thái thôi các bạn ha. Mà các bạn đầu tư thêm tầm khoảng 1 triệu 2 triệu gì đó mà mình thêm cái pedal đó. Với một phần nữa là nó có thêm chức năng MIDI và chức năng chia đôi bàn phím. Thằng S160 nó chỉ hơn thằng này 3 cái chức năng đó thôi ha. Còn tất cả là nó như nhau hết. Nó về nó chung quy lại, nếu mà mình không phải mình đá hàng nhưng mà mình lựa chọn về cái ba pedal đó thì hầu như dành cho những người nào mà chơi chuyên nghiệp. Chơi chuyên nghiệp thì mình sẽ sử dụng ba pedal nó sẽ ok hơn, nhưng mà cái dòng này là dòng chúng ta mới học thôi. Chúng ta sử dụng ba pedal thì mình thấy cái phân khúc đó, cái tiền mình đầu tư dùng 1 triệu mấy 2 triệu đó nó hơi phí. Với lại cái phần MIDI á, MIDI á thì nó sẽ dành cho các bạn nào mà chơi trong studio để chúng ta chơi làm nhạc á. Các bạn không làm nhạc mà còn mua về những cái chức năng đó, các bạn giống như các bạn để nó chơi thôi, các bạn cũng không đụng, không bao giờ đụng tới thôi. Nên là các bạn, nếu mà các bạn tiết kiệm thì các bạn sử dụng cái dòng S110 nếu các bạn có điều kiện để đầu tư thêm là chức năng chia đôi bàn phím này, chức năng MIDI này và cái chức năng kết nối được cái pedal 3 chân thì các bạn sử dụng thằng S160 đó. Còn ngoài ra các bạn kinh tế hạn hẹp thì các bạn sử dụng thằng này, nó rẻ hơn tầm khoảng 1 triệu mấy 2 triệu ha, nhưng mà nó cũng vẫn đầy đủ chức năng của một cây piano, nó không khác gì hết. Vì đại khái thì hàng này nó khác nhau vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nha. Hy vọng là cái video này có gì giúp ích cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cây S110. Rồi, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt. Các bạn nào cũng muốn mua hàng thì các bạn cứ alo lên cho mình số điện thoại để trên màn hình nha. Thì cái dòng này thì nó có hai màu nha các bạn, màu đen và màu trắng ha. Nhưng mà cái chân thì vẫn là chân đen nha, trắng, nó chỉ là cái màu của cái đàn thôi, còn cái chân vẫn là chân đen. Rồi, cảm ơn các bạn, bye bye.